Hello, xin chào các bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trỏ domain về Blogspot nhé. Thì cái blog miễn phí của Google thì cái tên của nó không được đẹp, vì vậy là chúng ta có thể mua thêm một cái tên miền và trỏ về đây. Thì cái video hướng dẫn mua tên miền giá rẻ ở trên Nemsilo thì tôi sẽ để ở phía dưới của cái video này nhé. Và để trỏ được thì chúng ta sẽ vào cái mục cài đặt này. Thì từ mùng 1 tháng 7 nó đã sang một cái giao diện mới. Tuy nhiên thì tôi đã test thử và thấy ở cái giao diện mới khi mà trỏ về thì nó hơi lằng nhằng một chút cho các bạn mới. Vì vậy là chúng ta chịu khó một chút, chúng ta sẽ chuyển về cái blogger cũ nhé. Thì nó có cái chữ đây này, quay lại blogger cũ, chúng ta click vào. Sau đó thì chúng ta sẽ vào mục cài đặt này. Chúng ta chọn cơ bản này. Và chúng ta sẽ chọn thiết lập URL của bên thứ ba nhé. Thì hôm trước thì tôi đã mua một cái domain như thế này. Tôi sẽ dán nó vào đây. Nó đã có sẵn HTTP. Các bạn chỉ việc điền là 3 dấu V kép, dấu chấm. Sau đó chúng ta chọn lưu. Và nó sẽ cho chúng ta hai cái thông số như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ phải vào cái trang quản lý tên miền và chúng ta sẽ thiết lập các cái thông số ở trong đó. Thế đây là trang quản lý của Nemsilo nhé. Thì đầu tiên nếu các bạn chưa biết thì chúng ta sẽ vào Domain Manager này hoặc là Manager My Domain ở phía trên này nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái tên miền mà chúng ta muốn thiết lập này. Và chúng ta sẽ điền các thông số y hệt như sau. Đây, nó có 4 cái đoạn như thế này, giống y hệt nhau. 4 cái bản ghi nó có cái chữ A. Thì chúng ta click vào chữ A này. Và chúng ta, bên này thì chúng ta không phải điền nhé. Ở bên góc phải này thì chúng ta chỉ việc điền 4 cái địa chỉ IP như thế này. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn ở phía dưới nhé. Các bạn chỉ việc copy này, sau đó dán vào đây này, chọn submit này. Và nó chỉ khác mỗi là đuôi 32, 34, 36, 38 thì các bạn sẽ thay vào đây. Và các bạn submit 4 lần thì nó sẽ ra 4 cái như thế này. Còn cái bản ghi có cái chữ CNAME này thì chúng ta sẽ vào CNAME này. Và chúng ta điền. Tại sao nó lại như thế này? Thì các bạn quay lại trở lại đây. Đúng không? Các bạn sẽ thấy là 3 V kép này và cái đoạn này thì tôi đã điền nó vào đây, 3 V kép này và một cái đoạn này. 4 cái này và ở cái dưới cùng thì tất cả các blogger nó đều giống nhau, nó chỉ khác mỗi một cái đoạn này thôi. Và tôi cũng lấy từ nó đây và tôi dán vào, đúng không? Đây vẫn là cái CNAME nhé. Sau đó tôi chọn ba đây, đoạn này tôi dán vào đây, đoạn này tôi dán vào đây, thì tôi đã điền rồi thì nó sẽ hiển thị ở đây. Còn của các bạn thì sẽ copy từ đây sang nhé và dán vào. Sau khi mà dán xong tất cả các thông số như thế này thì chúng ta sẽ chọn lưu. Tuy nhiên sau khi lưu xong thì nó sẽ báo là chúng tôi không thể xác minh được thẩm quyền của bạn đối với cái tên miền này. Thì các bạn cứ yên tâm và các bạn chờ nhé, bởi vì là Google nó sẽ mất một cái khoảng thời gian để nó xác minh và nó trỏ về cái trang quản lý domain của các bạn. Có thể nó sẽ mất được khoảng nửa ngày gì đó. Thì chúng ta cứ chọn lưu bình thường và chúng ta quay ra chúng ta làm những cái việc khác thôi. Thì sau đó thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này nhé. Các bạn hãy chọn vào chỉnh sửa này. Các bạn nhớ tích vào cái nút là chuyển hướng đến 3 dấu V kép nhé. Lúc trước thì nó chưa hiện lên cái nút này đâu. Và các bạn chọn tiếp tục chọn lưu này. Và chúng ta sang đây để kiểm tra. Thì tôi vừa mới trỏ xong cho nên là nó vẫn chưa cập nhật được. Và nó vẫn báo cái lỗi như thế này. Sau khi hoàn thành thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn bằng video nhé. Chúc các bạn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.